Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung, hiện mình là đại lý phân phối chính thức sản phẩm cúc Kim Nguyệt Cbel của công ty Tân Cường Thịnh. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 4 bước để có thể tiếp cận và bán hàng với khách hàng lạ. Trước khi mình chia sẻ thì mình sẽ kể câu chuyện của chính bản thân mình trước. Khi mới bắt đầu kinh doanh ấy thì mình thường bán hàng cho người thân, bạn bè và những cái người xung quanh mình. Sau đó thì mình cũng không biết làm thế nào để có thể tiếp cận và bán hàng được cho với khách hàng lạ. Mình loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Mình cũng đã gửi rất là nhiều lời mời kết bạn nhưng mà thường sẽ không được phản hồi. Kể từ khi mà mình được tham gia team đội đoàn kết do em Lê Thanh Thảo dẫn dắt. Em Lê Thanh Thảo hiện là một trong những đại lý xuất sắc nhất của công ty Tân Cường Thịnh. Và em cũng bắt đầu đi lên từ con số 0. Để đến ngày hôm nay em đạt được những cái thành công rất là to lớn. Ở trong tay đã có hơn 300 đại lý. Và để được có được thành công đó thì em đã phải không ngừng học hỏi, tìm tòi và em đã rút ra là những kinh nghiệm quý báu. Em cũng đã chia sẻ hết những cái kinh nghiệm mà em có được, em đã thực hành và em đã được thành công đến với các chị em ở trong team đội. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với các bạn về 4 bước để có thể tiếp cận khách hàng lạ. Bước thứ nhất, đó chính là bạn hãy kiểm tra lại Facebook cá nhân của mình, xem Facebook đã chuẩn hóa hay chưa, xem đã phù hợp với cái tệp khách hàng mà bạn mong muốn hay chưa. Bước thứ hai, bạn phải xác định được nơi mà khách hàng sẽ xuất hiện. Muốn như vậy thì bạn hãy tham gia thật nhiều các cái hội nhóm group kín chất lượng thì khách hàng của bạn sẽ nằm ở trong đấy rất là nhiều. Bước thứ ba, khi đã tham gia các cái hội nhóm group rồi mà bạn muốn kết bạn gửi lời kết bạn với cái người lạ ấy, thì bạn sẽ phải tương tác bài cho họ ít nhất là 10 bài. Bước thứ tư, đó là sau khi đó thì bạn cũng thường xuyên chăm chỉ tương tác bài cho họ, không chỉ một lần mà phải nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục. Sau khi đi vào tường cá nhân của họ thì bạn hãy đừng tiếc lời khen họ. Tất nhiên là phải khen thật lòng, khen từ cái chính bản thân bạn, khen từ trái tim ấy, chứ đừng có khen giả dối nhé. Thì khi mà khách hàng được khen ấy, thì cái tôi của họ sẽ được nâng lên và họ sẽ sẵn sàng đồng ý kết bạn với bạn. Đây chính là 4 bước cơ bản nhất mà để bạn có thể tiếp cận và bán hàng với khách lạ. Nhưng mình lưu ý rằng các bạn đừng bao giờ cố gắng bán hàng cho người lạ ngay từ đầu. Đây cũng chỉ là một công thức mà mình muốn nói với các bạn, đó là bạn, bàn, bán. Thì muốn bán hàng cho một người lạ thì trước hết bạn hãy làm bạn với họ đã. Sau khi làm bạn rồi thì bạn mới bàn luận, mới nói về cái sản phẩm của bạn. Và cuối cùng thì mới dẫn đến cái việc là bán hàng cho họ được. Mình hy vọng là với cái chia sẻ của mình ngày hôm nay ấy, với cái 4 bước mà để tiếp cận khách hàng lạ này, thì sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều, giúp các bạn có thể thành công hơn, giúp các bạn có thể bán hàng được cho khách hàng nhiều hơn. Nếu bạn yêu quý mình thì hãy đăng ký kênh YouTube của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn thành công.